trọng giới thiệu anh Nguyễn Đình Hưng. Anh Nguyễn... trọng giới thiệu anh Nguyễn Xuân An, trưởng ban vận động thành lập hội. Kính thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, Hội Phát triển Tình Nguyện Viên đã tổ chức thành công chương trình Hành trình hướng về trẻ em nghèo vùng cao 2015 tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Hội đã trao tặng 315 suất quà và gần 2... Để quý vị và các bạn hiểu rõ thêm về những hoạt động của chúng tôi tại của chúng tôi vừa qua, xin trân trọng kính mời anh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Đảo Nguyên. Sau đây tôi xin được đọc báo cáo về chương trình Hành trình hướng về năm 2014 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 11/2014 đến ngày 25 tháng 1. Thiết kế mỹ thuật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ nguyện Học viện Cảnh sát Nhân dân, câu lạc bộ tài trợ 3 xe 35 chỗ của nhà xe Thiên Thảo Nguyên. Chương trình đã nhận Hòa Bình, truyền hình VOV Thanh niên, truyền hình huyện Cao Phong. Hai kết quả. Cầu ca trong thầm trong thầm.